Hiện tại thì em đang nuôi bé bằng sữa mẹ. 4 ngày nay thì em bị đau vùng xương chậu và da khí hư có màu vàng xanh như mủ. Em tìm hiểu thì được biết là em bị viêm vùng chậu. Có người giới thiệu cho em là sử dụng cây trinh nữ hoàng cung. Vậy cho em hỏi là đang cho bé bú thì có uống được cây trinh nữ hoàng cung hay không? Em xin cảm ơn ạ. Chào bạn, đối với trường hợp của bạn thì nhà thuốc khuyên bạn là nên đi khám và kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của mình như thế nào. Trinh nữ hoàng cung là một vị thuốc dùng để điều trị u xơ tử cung, u nang buồng trứng. Nếu như là chưa xác định rõ được bệnh thì bạn cũng không nên tùy tiện sử dụng. Nếu như là bạn đang cho bé bú thì bạn vẫn có thể sử dụng được trinh nữ hoàng cung, nhưng phải theo hướng dẫn, chỉ dẫn của các chuyên gia y học cổ truyền và được sự đồng ý của các bác sĩ để đảm bảo hiệu quả và an toàn cho mẹ và bé. Một số thông tin nhà thuốc xin phép được chia sẻ đến với bạn.